yêu và hạnh phúc với điều đó. Trong tiếng Hawaii, ý nghĩa của tình yêu rất rõ ràng và nó cung cấp một phương châm hữu ích để yêu và được yêu. Aloha là từ cho tình yêu. Từ gốc alo có nghĩa là người ở cùng để chia sẻ kinh nghiệm ở đây và bây giờ. Từ gốc oha có nghĩa là tình cảm, niềm vui. Vì vậy, bản dịch đầy đủ của aloha là yêu và hạnh phúc với điều đó. Điều này có nghĩa là tình yêu luôn tồn tại với mức độ mà bạn hạnh phúc cùng đối tượng tình yêu của mình. Trong bất kỳ mối quan hệ với một người, một nơi hoặc một điều gì đó, phần hạnh phúc là phần đến từ tình yêu và phần không hạnh phúc là phần đến từ sợ hãi, giận dữ và nghi ngờ. Bạn không có được bàn tay ướt đẫm mồ hôi khi yêu. Bạn có được chúng từ sự sợ hãi. Bạn không có thể bị tổn thương khi yêu. Bạn bị tổn thương vì tức giận. Những gì bạn nhận được khi yêu là hạnh phúc. Cường độ của nó phụ thuộc vào mức độ sâu sắc của bạn trong tình yêu. Sống sâu trong tình yêu có nghĩa là được kết nối sâu sắc. Và độ sâu sắc ấy cũng như sự rõ ràng của kết nối tăng lên khi nỗi sợ hãi, giận dữ và nghi ngờ được xóa bỏ. Tình yêu tăng lên khi sự phán xét giảm. Khi sự sợ hãi, giận dữ và nghi ngờ không có mặt thì tình yêu ở đó. Tình yêu thực sự luôn ở đó. Nó chỉ bị sợ hãi, tức giận và nghi ngờ che đậy nó. Sợ hãi, giận dữ và nghi ngờ làm phát sinh những lời chỉ trích và đánh giá tiêu cực, gây ra sự chia ly, làm giảm tình yêu, phê bình, giết chết các mối quan hệ. Mặt khác, lời khen ngợi xây dựng lại mối quan hệ, bởi vì lời khen là một hành động của tình yêu, hạnh phúc với tinh thần làm rõ và củng cố các mối quan hệ. Khi bạn khen ngợi, bạn củng cố những điều tốt đẹp mà bạn khen và tăng nó lên cũng như phát triển. Khi bạn chỉ trích, bạn củng cố cái xấu mà bạn không thích và nó cũng tăng lên và phát triển. Một mối quan hệ mới thường đầy niềm vui, hạnh phúc và hứng thú vì xu hướng lúc đầu là chú ý và tập trung vào những gì tốt đẹp ở nhau. Một mối quan hệ trong quá trình tan vỡ vì những lời chỉ trích có thể được hồi sinh và làm cho vui vẻ trở lại bằng cách loại bỏ những lời chỉ trích và thêm vào những lời khen ngợi mạnh mẽ. Điều này dễ dàng hơn cả nếu cả hai đối tác tham gia, cũng có thể nhưng khó khăn nếu chỉ có một người làm điều đó. Chìa khóa thành công ở đây chỉ đơn giản là tăng sự đánh giá tốt của bạn về những gì bạn thích về đối tác của bạn và tăng khả năng chịu đựng của bạn về những gì bạn không thích. Lời khen thần giao cách cảm cũng quan trọng như lời khen bằng lời nói và đôi khi là một cách tốt hơn để bắt đầu. Trong khi đang học bài này thì thấy đoạn này hay quá nên dịch và giới thiệu với mọi người. Trái dứa có tác dụng chữa lành đấy, hãy nhìn vào đó một chút nhé. Mỗi lá thư là một nghĩa tình. Aloha. Thầy Nguyên Lộc thân mến, hạt mầm lam là một cái tên thật hay. Những hạt mầm em nhận được từ lớp học, chúng đã nảy mầm, như vẫn đang và sẽ tiếp tục nảy mầm. Chúng trở thành cây, thành hoa trong khu vườn cuộc sống bên trong xung quanh em và những người em tiếp xúc rồi thầy ạ. Hôm nay, nhận thấy sự nảy mầm của những hạt mầm thầy gieo, em viết lá thư gửi thầy. Những ngày qua, thực hành theo điều thầy dạy trên lớp học, em cảm nhận được sâu sắc hơn sự nhiệm màu của cuộc sống. Sau một khoảng thời gian dài ăn chay, chưa phải chay trường liên tục, cơ thể em nay có một mùi thơm thanh nhẹ, dễ chịu. Khi chen vào một bữa mặn, em thấy miệng và cơ thể có mùi hôi. Mùi cơ thể là mùi cơ thể, có thể thơm, có thể hôi, điều đó phụ thuộc vào mình. Em cảm ơn thầy đã giúp em nhận ra. Có duyên nghe được niệm câu A Di Đà Phật là một may mắn của em. Lần đầu tiên em được nghe đó là từ chú Mười ở núi Cấm. Lúc đó em có thực hành nhưng em chưa nghiêm mật và tin tưởng. Rồi buổi tối khóa học em ngồi lắng nghe thầy và các bạn nói chuyện với nhau. Lúc ấy đầu em như in lời của thầy nói rõ rành rành: hãy ăn chay, niệm Phật. Sau khi đọc cuốn sách niệm Phật
Thập yến của anh Công đưa em đã thực hành liên tục, nghiêm mật khoảng một tuần dưới sự giúp đỡ của một người bạn. Thay vì ngồi thiền Vipassana, em cũng ngồi tư thế đó nhưng niệm Phật. Tuy rằng chưa thật sự tinh tấn, nhưng trải nghiệm một tuần đó đã giúp em nhìn thấy sự nhiệm màu của câu A-di-đà Phật. Các giác quan của em nhạy cảm hơn, mắt có sáng hơn, tai và mũi thính hơn, mùi rõ hơn. Cảm giác nơi tâm thì đã bình yên đến lạ, chứng kiến những sự kiện xảy ra mà tâm yên lặng, nhẹ tênh. Ăn chay và niệm Phật là cách em một lòng tin tưởng trên con đường đi đến sự bình an và hạnh phúc cho mình và cho người. Dạ thưa Thầy, em đang chuyên tâm và cố gắng thực hành hàng ngày. 4 ngày nữa, em sẽ khởi hành đi lên núi Cấm An Giang để định cư. Em đã quyết định dành ra một khoảng thời gian của tuổi trẻ để lặng lại với thiên nhiên và gắn chặt câu A-di-đà Phật vào hơi thở. Từ ngày soi rõ hơn sự ngu muội của mình. Em chân thành cảm ơn Thầy vì đã soi sáng em. Em cảm ơn Thầy vì đã chỉ đường em đi. Em cảm ơn tình yêu và sự bao dung nơi Thầy. Còn một điều nữa thôi, em muốn kể với Thầy. Từ hôm học khóa cuối cùng Hạnh Phúc ở Sài Gòn hồi tháng 3, em đã thực hành về việc viết thư gửi cho người yêu tương lai. Và em đã gặp bạn ấy rồi ạ. Bạn ấy cũng chính là người đồng hành cùng em trên đường lên núi Cấm định cư. Em thật may mắn khi bạn và em đều cùng tin tưởng con đường tu tập. Chúng em trợ duyên cho nhau ăn chay, niệm Phật và Ho'oponopono. Đây là lần đầu tiên em đồng hành với người bạn nam theo cách này. Em đã học được từ bạn rất nhiều điều, đặc biệt là cách bạn quan tâm, chăm sóc và phục vụ người khác. Em thấy nó đẹp, em cũng muốn làm theo. Với em, bạn là bạn, là người đồng hành và là thầy. Em biết ơn và trân trọng bạn vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Thật khó để bày tỏ hết lòng biết ơn của em đến với thầy, đến với vũ trụ. Cảm ơn tất cả vì đã tạo điều kiện để em được học hỏi và phát triển. Cảm ơn tất cả vì đã yêu thương em và dạy em bài học về tình yêu. Em tin rằng khi lột hết bụi trần và những si mê ngu muội, bản tính chân của chúng ta là như nhau, như một bông hoa xinh đẹp bất biến theo thời gian. Em muốn tìm về bông hoa bản tánh chân thật đó và dâng hiến cho cuộc đời, xem như là điều nhỏ nhoi em có thể làm để cảm ơn tình yêu lớn lao mà cuộc đời đã dành cho em vậy. Nối tiếp chân thầy, em mong một ngày đó mình đủ khả năng để gieo vào đời những hạt mầm lam, hạt mầm của sự bình yên. Em cảm ơn thầy, em cảm ơn vũ trụ. Ngày 12 tháng 10 năm 2019, học trò của thầy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chia sẻ video của mình. Bình an đến từ mình. Thank you, sorry, I love you. Thank you, sorry, I love you. Cảm ơn những bài viết và những bức ảnh rất đẹp của bạn. Tiên Phúc, I love you, I love you, I love you.